Hello, xin chào mọi người. Video này em sẽ hướng dẫn mọi người cách để kết bạn với danh sách bạn bè của một người bất kỳ. Tức là mình sẽ lấy bạn bè của một người bất kỳ nào đó để kết bạn. Thì nó sẽ bao gồm 4 bước như sau. Bước 1 là bật phần mềm và sử dụng tài khoản cần để kết bạn. Thì mình sẽ bật phần mềm Simple Facebook lên. Đây là cái giao diện chính. Ví dụ em sẽ chọn cái tài khoản là Phan Toàn. Và em sử dụng tài khoản này. Ok. Mình yêu cầu bước thứ hai, tức là lấy ưu riêng người dùng cần lấy danh sách bạn. Thì em sẽ vô Facebook. Ok, em sẽ vô cái mục bạn bè và sẽ lấy bạn bè của một người bất kỳ trong danh sách bạn bè của mình. Ví dụ như là em sẽ lấy bạn bè của chị Ngọc này đi. Ok, có hai cách để mình lấy ID của người này. Một là mình click vào ảnh bìa, mình sẽ chọn cái dòng số cuối cùng này. Cái cách này hơi khó một xíu và dễ bị nhầm, thì mọi người, em khuyên mọi người là nên dùng cái cách thứ hai, tức là cái cách này, cách lấy ID truy cập này, ATP ID này, truy cập, mọi người truy cập id.atpsoftware.com.vn. thì đây là hệ thống chuyển đổi từ link sang cái ID, thì mọi người dùng cái này nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Đây, mọi người chỉ cần copy cái đường link này, dán vào đây, bấm lấy ID, thì nó sẽ hiện ra cái ID của người dùng này, thì nó sẽ rất là tiện và mọi người sẽ không bị nhầm. Cái này là chính xác 100%. Ok, sau khi đã lấy ID được thì mình sẽ thực hiện cái bước thứ ba, tức là copy và dán vào thư mục lấy danh sách bạn bè. Đây, ở cái tab tìm kiếm này thì mình có thể lấy danh sách bạn bè. Ok, mình dán cái ID, tức là cái ID mình vừa lấy. Sau đó mình bắt đầu quét, thì phần mềm nó sẽ tự động quét những cái danh sách bạn bè của người này. Ok, đã xong cái danh sách bạn bè của người này. Sau đó thì mình sẽ bấm kết bạn. Ok, tốc độ mạng điện kết bạn sẽ là 10 giây. Thì mọi người chờ một xíu để cho nó load và nó chạy xem mình có kết bạn thành công hay không. Ok, đã kết bạn thành công. Đó, mình đã xong 4 bước để kết bạn với một cái danh sách bạn bè của một người bất kỳ. Đấy, mọi người có thể xem lại. Ok, đã kết bạn thành công với hai người này. Thì cứ như thế mọi người cứ để nó chạy xong thì nó sẽ kết bạn xong với danh sách bạn bè của người này. Ok, mọi người liên hệ hỗ trợ có thể truy cập atvsoftware.vn hoặc là tìm kiếm khách hàng.vn. Sẽ có hai mục tư vấn trực tuyến tại live chat hoặc là hotline hỗ trợ. Cảm ơn mọi người đã xem cái video này.